Một người đã vào rồi. Mời các bạn hãy tới đây. Được ốp điện thoại dễ thương dễ sợ luôn vậy đó. Châu nhé các bạn, nhé các bạn tới đây ủng hộ cho Lê Giang. Những người mà có những cái phơm mà mỏng mỏng mới là bận mấy cái thun bó này rất là đẹp. Đó. Đây là cô gái trẻ Lê Lộc đang ngồi tính tiền. Mẹ nãy có bà kia mới vô của mẹ hỏi có Lê Giang đâu. Dạ. À, ý là cũng như là mẹ thôi á. Trời ơi, hỏi có Lê Giang đây không rồi không mua hả? Lê Giang mới đi làm móng tay, tiệm móng tay kế bên. Lê Giang xí soạn, còn đây là quần jean nam. À, đây là áo sơ mi, đang nhập những cái áo sơ mi ở bển về rất là đẹp. Mọi người hãy tới đây ủng hộ nha, hàng áo sơ mi nam á, áo sơ mi nam rất là đẹp. Và áo thun nam cũng rất là đẹp, thịnh hành cho các bạn trẻ. Còn ở đây là cái áo này là áo tiên tiên nè ha, để thun. Đây là đồ tập chim. Đây cũng có những mẫu mới mẫu cũ. Sau đợt này thì Lê Giang sẽ nhập hàng nhiều hơn, đó những cái form mà chẳng hạn như nè. Đây là đó, cái mẫu này dễ thương nè. Đây là cái mẫu đầm mà rời nè. Và cái mẫu này nè, cái áo này nè, cái áo mà bận sát lên hỏi cái rúng rồi bận cái riết nữa nè, dễ thương lắm nè. Còn có mẫu những mẫu sang trọng là nhờ. Đó, mọi người thấy không? Mẫu này nè, thấy như vậy chứ bận lên rất là đẹp. Đó, vậy nó sang trọng lắm. Đó, mọi người thấy không? Mọi người cứ tới đây đi, mọi người gặp Lê Giang, tới đây chơi với Lê Giang, ủng hộ giùm Lê Giang. Nè, đôi giày nè, đôi giày Gucci nè. À, đẹp không? Sách bóp rất là dễ thương đó, thấy không? Ha, ha, có con thỏ nữa nè, đó, thỏ trắng nè. Sách bóp này rất là dễ thương dành cho mấy đứa bạn trẻ trẻ nhỏ tuổi, mấy đứa tin tin nè đó. Cái nghịch nè, cái nghịch đủ màu hết á, dài nam nè, dài nam rất là đẹp, rất là đẹp, sang trọng để mình đi tiệc. Còn về nữ nè, đó, nhiều mẫu về nam rất nhiều lắm đó, các bạn thấy không, rất là nhiều, rất là đẹp đó. Thời gian đưa từng đôi cho các bạn thấy đó, thấy không? Đó, dễ thương lắm. Thank you.
Ok, bye bye.